Kính chào bà con nông dân, quý vị và các bạn. Mở đầu chuyên mục Vì ruộng được bền vững của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk hôm nay như thường lệ sẽ là những thông tin hữu ích mà nhà nông cần cập nhật. Tiếp đó là một số mô hình thích nghi với khô hạn bà con có thể tham khảo. Cuối chương trình, ông Nguyễn Khắc Chuyên, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đắk Lắk sẽ chia sẻ một số vấn đề cần lưu ý khi chăn nuôi trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay. Mời bà con, quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, tỉnh Đắk Lắk đã có mưa ở một số nơi nhưng vẫn chưa đủ làm hạ nhiệt cái nắng oi bức diễn ra suốt mấy tháng nay. Dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, đến tháng 9 năm 2016, dòng chảy trên các sông thuộc Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục giảm, tình trạng khô hạn thiếu nước sẽ mở rộng từ các tỉnh Nghệ An đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long cao hơn cùng kỳ năm 2015. Để chủ động ứng phó với hạn hán xâm nhập mặn, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa có công điện khẩn yêu cầu các bộ ngành địa phương thực hiện đầy đủ và quyết liệt chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng chống hạn hán xâm nhập mặn. Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố tiếp tục theo dõi dự báo hạn hán xâm nhập mặn, rà soát cập nhật tình hình về nguồn nước, nhu cầu lương thực, nước sinh hoạt tại các thôn buôn, tập trung mọi nguồn lực để triển khai các giải pháp cấp bách ứng phó với hạn hán xâm nhập mặn, kiên quyết không để người dân thiếu đói, thiếu nước sinh hoạt và bùng phát dịch bệnh. Mùa khô 2016 được cho là khốc liệt và kéo dài nhất trong lịch sử hàng chục năm qua. Những con số thiệt hại do hạn hán vẫn đang tiếp tục tăng nhanh từng ngày. Tuy nhiên, trong thực tế sản xuất đã có những mô hình thích nghi tốt với hạn hán. Cùng sản xuất trên cánh đồng Buôn Cờ Đê, cùng gặp hạn khi lúa trổ bông, nhưng ruộng lúa của gia đình bà Hờ Dư Ông, Buôn Cờ Đê 1, xã Đắk Nê, huyện Lắc, tỉnh Đắk Lắk vẫn phát triển ổn định và cho thu hoạch với năng suất vượt trội khoảng 8 tạ một sào, cao hơn gần gấp đôi so với năm ngoái, trong khi ruộng bên cạnh đã không thể duy trì đến mùa thu hoạch và hầu như mất trắng. Lúc trước thì làm thì chưa biết làm, rồi người ta tập huấn, người ta dạy cho mình cái kiểu làm, cái kiểu ngâm, rồi cái kiểu xạ, rồi bón phân, rồi theo cái kiểu tập huấn. Thế là vẫn được làm cỏ này, rồi coi nước này, nhưng mà lúc trổ thì nước không có. Thì thu như thế là được rồi, được 25 bao là được. Nè, trước thì cho mười mấy bao chứ, lúa thuật thì có mười mấy bao, thì em mừng. Một vụ lúa tưởng chừng trong mơ đã đạt được ở gia đình bà Hờ Diêu Ông và nhiều hộ khác nhờ thay đổi cách làm. Trước đây, bà Hờ Diêu cũng như hầu hết người dân ở đây vẫn canh tác lúa theo cách truyền thống, sử dụng giống lúa thuần để dành từ năm trước, gieo xạ dày, mỗi sào phải từ 20 đến 25 kg giống. Phân bón thì dùng tùy vào khả năng của gia đình, có tiền lúc nào dùng lúc ấy. Như vụ đông xuân này, nhờ có dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên hỗ trợ và hướng dẫn, bà Hờ Diêu cùng hơn 10 hộ nghèo khác trong buôn đã thành lập nên nhóm sản xuất lúa. Nhóm được dự án hướng dẫn thực hành từng kỹ thuật trong các công đoạn từ làm đất đến chọn giống, gieo xạ, chăm sóc, bón phân, vân vân. Dự án LEC này đến chúng tôi có kỹ thuật theo lý thuyết, kỹ thuật thực hành luôn. Cho nên là chúng tôi được tụ họp lại cái nhóm để thành lập nhóm đó để chúng tôi làm cái lúa này được phát triển năng suất cao hơn. Sử dụng giống lúa lai chịu hạn, mật độ gieo xạ thưa chỉ 5 kg giống một sào, khác nhiều so với cách làm trước đây. Ban đầu khiến ai nấy đều hồ nghi. Song đến nay, qua hơn 3 tháng kể từ khi gieo xạ, kết quả sản xuất cho thấy rõ. Mặc dù vẫn chịu ảnh hưởng do hạn hán, một số ruộng cho năng suất không đạt như mong đợi, nhưng phần lớn diện tích lúa của các hộ tham gia dự án đều phát triển ổn định, có khả năng chống chịu hạn tốt, cho năng suất từ 8 tạ đến 1 tấn một sào. Xã Đắk Nê là một trong 5 xã triển khai dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tại huyện Lắk, nhằm giúp các hộ nghèo nâng cao sản xuất, ổn định đời sống. Hàng trăm hộ nghèo tại các thôn buôn trong xã đã được dự án hướng dẫn tổ chức sản xuất theo nhóm hộ. Qua đó, việc tập huấn kỹ thuật và thực hành các công đoạn đều được tổ chức theo nhóm, mỗi nhóm có nhóm trưởng do các thành viên trong nhóm bầu chọn. Quá trình tập huấn và thực hành sản xuất, các thành viên trong nhóm vừa hỗ trợ nhau, vừa có vai trò giám sát nhau. Đây chính là cách để các hộ nghèo thực hành các công đoạn canh tác đúng theo quy trình kỹ thuật đã hướng dẫn. Thì qua cái mô hình của dự án, thì bà con nhìn vào, tức là những hộ nào có điều kiện khá hơn, thì họ tự nhân rộng ra. Đấy, cũng phối hợp với là công tác tuyên truyền của mình thì sẽ tin chắc rằng trong thời gian tới bà con có khả năng
áp dụng cái mô hình sản xuất theo cái mô hình của dự án. Thiếu vốn, thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng thực hành sản xuất là những nguyên nhân thường thấy trong hộ nghèo. Mặc dù ở xã Đắc Nuê, huyện Lắc, các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật vẫn được tổ chức thường xuyên, nhưng do việc sản xuất riêng rẽ, quá trình triển khai thực hành thiếu sự hỗ trợ thường xuyên, thiếu giám sát nên vẫn còn nhiều hộ chưa mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm. Khi dự án triển khai, hộ nghèo được hỗ trợ cơ bản ban đầu về vốn, giống và tổ chức theo nhóm, cùng tập huấn, cục thực hành và có sự theo dõi hỗ trợ thường xuyên của cán bộ dự án. Cơ bản các hộ đã vận dụng tốt các yêu cầu kỹ thuật theo hướng dẫn. Kết quả là trên cánh đồng hàng trăm hecta ruộng lúa có tham gia dự án đều đạt hiệu quả cao vượt trội so với những hộ còn lại. Với những kết quả bước đầu mà các mô hình dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên mang lại, xã Đắc Nuê xác định đây là một trong những mô hình hay để nhân rộng tại địa phương. Thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, cùng với những thay đổi khôn lường của thời tiết, khả năng thích ứng của con người cũng không ngừng tăng. Đã có rất nhiều kỹ thuật, công nghệ mới ra đời để thích nghi với hạn hán, giống chịu hạn, phân bón cho mùa hạn, thiết bị tưới tiết kiệm v.v. Vấn đề là chúng ta tiếp thu và vận dụng đến đâu, và cách sản xuất của người dân xã Chư Giang, huyện EK sau đây cũng là một trong những giải pháp có thể tham khảo. Những ngày này, gia đình bà Nguyễn Thị Hải ở thôn 4, xã Chư Giang, huyện EK, tỉnh Đắk Lắk tranh thủ thu đợt bí ngô cuối cùng. Tuy thu vét đợt cuối nhưng bí vẫn to tròn đều và bán với giá cao trên 7.000 đồng một kg. Ruộng bí gia đình bà Hải có 1,5 hecta, sau hơn 3 tháng trồng chăm sóc, vụ này đã cho thu trên 40 tấn quả. Quả bí từ đầu vụ đến nay vẫn giữ ổn định trên 7.000 đồng một kg. Bà Hải ước tính vụ bí này, gia đình bà có thu khoảng 250 triệu đồng. Sau khi trừ chi phí, lãi thu được khoảng 200 triệu đồng. Đây là vụ bí cao nhất từ trước đến nay mà gia đình bà Hải đạt được. Là riêng cái năm này là được giá, chứ mọi năm là riêng cái miếng ấy là được cỡ 150, trừ đầu tư cỡ lỡ cỡ 120 thôi. Thế còn năm này được giá là vượt lên một gấp đôi. Tuy không phải năm nào cũng được mùa được giá như năm nay, nhưng với người dân các thôn 2, 3, 4 xã Chư Giang, huyện EK, tỉnh Đắk Lắk, cây bí đỏ là cây trồng mang lại nguồn thu quan trọng. Không có được những thửa ruộng bằng phẳng, không có những kênh mương được đầu tư bài bản để sản xuất lúa nước, những triền đất dốc trước đây phần lớn bỏ hoang vào mùa khô hạn. Từ một vài hộ đưa cây bí đỏ vào trồng thử ban đầu cho thấy, cây bí đỏ mang lại thu nhập cao, nhu cầu nước và mùa khô không quá cao nên nhiều hộ đã đưa cây bí đỏ vào sản xuất đại trà. Vụ bí năm nay, toàn xã có gần 1.000 hecta. Ở những vùng sản xuất bí đỏ, bà con đã tự đầu tư kéo điện đến tận ruộng, tận thu nguồn nước suối để tưới nước cho bí. Cùng với việc đưa các giống bí mới có nhiều ưu điểm vào sản xuất, năm nay bà con đã có một vụ bí như mong đợi. Giá cả mà như năm nay thì nông dân có lời hơn. Là được giá, nếu mà giá đều đều này thì công dân và nông dân ấy vượt nghèo vẫn dễ. Chứ còn mà giá cả như mấy năm trước ngân rưỡi 2.000 thì chỉ tôi mấy người nông dân ấy con cái thật học cũng phải chịu à. Những ngày này cái nắng oi ả không thể xua đi niềm vui được mùa của bà con xã Chư Giang. Được mùa trong nắng hạn, nhưng với người dân xã Chư Giang, không phải cứ được giá là tiếp tục trồng. Mà sau những năm thăng trầm, bà con cũng đã đúc rút nên những kinh nghiệm quý báu cho mình. Đó là cây bí không trồng liên tiếp trên một nền đất trong một năm mà phải luân canh, vụ này làm bí thì vụ sau phải trồng bắp, trồng đậu. Sau một vài vụ mới quay lại làm bí. Cứ thế cùng với kinh nghiệm có được và cập nhật đưa các giống mới vào sản xuất, cây bí ở xã Chư Giang cũng ngày một phát triển ổn định hơn. Mặc dù giá bí trên thị trường vẫn rất khó lường. Trang trở chính quyền địa phương qua mấy năm vừa rồi, nhất là diện tích bí khi mà trồng có những cái vụ năng suất rất cao, nhưng cái nguồn đầu ra của sản phẩm thì vẫn còn đang phụ thuộc chủ yếu là các tư nhân ở ngoài vào thu mua cho bà con nhân dân. Chính quyền đã dùng nhiều biện pháp, có thể đi liên hệ, đã cử đoàn đi liên hệ trực tiếp mấy cái nơi để tiêu thụ cho bà con nhân dân. Tuy nhiên thì bây giờ cái cơ chế rất khó nên là chủ yếu là bây giờ vẫn là đang phụ thuộc vào các tư nhân, các tư thương ép giá. Thời tiết ngày càng cho thấy những dấu hiệu bất thường, thị trường nông sản cũng luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro, được mất trong sản xuất nông nghiệp là chuyện thường thấy. Tuy nhiên thực tế cũng cho thấy nếu biết vận dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chủ động sản xuất hiệu quả hơn trong điều kiện đất đai sẵn có, bà con nông dân vẫn có thể hạn chế tối thiểu các rủi ro.
Thưa bà con, thưa quý vị và các bạn, nắng nóng đang tác động trực tiếp đến các loại cây trồng. Trong lĩnh vực chăn nuôi, nắng nóng cũng đã làm thiệt hại nhiều đàn gia súc gia cầm ở các địa phương. Sau đây là những lưu ý từ ngành chức năng về một số vấn đề có thể xảy ra đối với đàn vật nuôi và cách ứng phó. Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đắk Lắk, thời tiết nắng nóng kéo dài là một trong những nguyên nhân khiến cho đàn vật nuôi bị suy giảm sức đề kháng, nhiều loại dịch bệnh có nguy cơ bùng phát. Các bệnh cần lưu ý là bệnh về đường hô hấp và một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như tụ huyết trùng, thương hàn, tiêu chảy, vân vân. Muốn chăn nuôi tốt thì việc đầu tiên là anh phải có một cái kiến thức nhất định. Chứ không thể như vậy là nuôi theo kiểu như vậy là được chăng hay chớ như trước nữa. Phải có kiến thức nhất định. Tất nhiên, việc bắt đầu mua giống anh phải chọn giống tốt. Chọn giống tốt là một cái giống đó phải có một cái nguồn gốc rõ ràng, chứ đừng mua trôi nổi. Ở đây có một thời gian là người chăn nuôi mua trôi nổi là gặp vào những cái nhất là gia cầm thì nuôi nó không lớn. Đấy. Cái thứ hai nữa là cái chuẩn bị cái nguồn thức ăn cho nó tốt. Đấy. Và việc thứ ba nữa là thực hiện cái việc phòng chống dịch bệnh cho nó tốt. Đấy. Thì có như thế thì mới đảm bảo được. Cùng với diễn biến thời tiết, nếu mà trời lạnh thì phải che chuồng đúng không? Trời nóng như thế này, đấy, đối với gia cầm thì cần thoáng khí. Nếu mà để nóng, nhất là gia cầm mà nuôi công nghiệp mà biển nóng, nhiệt độ nên tăng lên 2 độ nó chết rất nhiều. Để chủ động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm, Chi cục Thú y và Chăn nuôi đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó chú trọng công tác tiêm phòng vaccine các loại dịch bệnh nguy hiểm và thường xuyên tổ chức tiêu độc sát trùng chuồng trại. Theo khuyến cáo của Chi cục Thú y và Chăn nuôi tỉnh Đắk Lắk, dự báo trong thời gian tới nắng nóng tiếp tục kéo dài. Để tránh thiệt hại lớn, người dân không nên thả trâu bò ra ngoài trời, dẫn đến say nắng, đồng thời tăng cường các loại thức ăn tươi xanh. Đặc biệt cần lưu ý tới nguồn nước uống hợp vệ sinh cho trâu bò nhằm tránh các loại bệnh về đường tiêu hóa. Đối với đàn heo thì cần vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, thường xuyên tắm mát từ 1 đến 2 lần một ngày. Gia cầm thì bổ sung thêm các máng nước, nuôi giãn mật độ, giữ cho chuồng trại sạch sẽ, v.v. Tôi nói ví dụ như năm 2015 cũng có một cái hạn. Thì ở huyện Chư Quyên là có rất nhiều cái chủ trang trại nuôi vịt. Người ta dồn vào một cái hồ còn lại, cái nguồn nước đó. Thì khi đó đứng trước tình hình đó thì chúng tôi cùng tập trung với lại ở huyện là kiểm soát chặt chẽ tất cả những người mà mang vịt đến nuôi ở cái hồ đó phải tiêm phòng. Phải tiêm phòng là một. Cái thứ hai tiêm phòng rồi thì chúng tôi lấy mẫu giám sát là cái đàn có đủ gọi là khả năng để chống được cái bệnh cúm hay không, thì kết quả là không có ai bị phát dịch cúm rồi. Đấy, cái quan trọng là như thế, bởi vì khi mà dồn vào đúng không thì như vậy là nơi tập trung mật độ cao, có những con được phòng bệnh tốt, có những con không được phòng bệnh tốt, rất dễ xảy ra dịch, thì phải là biện pháp như thế. Chi cục cũng khuyến cáo người dân nên tiến hành chăn nuôi theo phương pháp an toàn sinh học, thực hiện tốt việc tiêm phòng, chọn mua giống ở những cơ sở uy tín, bảo đảm vệ sinh chuồng trại. Khi phát hiện những dấu hiệu bất thường trên vật nuôi, cần thông báo kịp thời cho cơ quan chức năng để có những biện pháp phòng trừ hiệu quả nhất. Hy vọng những thông tin mà chương trình vừa chia sẻ sẽ mang lại nhiều hữu ích cho bà con nông dân, quý vị và các bạn. Cảm ơn bà con, quý vị và các bạn đã theo dõi chuyên mục Vì ruộng đồng bền vững của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.